hai nhóm thanh niên hỗn chiến giữa khuya, một người tử vong. Tại hiện trường vụ hỗn chiến, một thanh niên nằm gục giữa nhiều hung khí. Ngày mùng 9 tháng 2, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời lấy lời khai của một số đối tượng liên quan, làm rõ vụ hỗn chiến xảy ra khuya ngày mùng 8 tháng 2 khiến một người tử vong. Theo các nguồn tin, vào rạng sáng ngày mùng 9 tháng 2, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ đã tiếp nhận một nam thanh niên có nhiều vết thương trên người. Quá trình thăm khám, các bác sĩ tại đây xác định nạn nhân đã tử vong trước đó. Xác minh ban đầu của cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Đê Quy, sinh năm 2004, trú thôn Trung Thuận, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ. Trước đó vào khuya ngày mùng 8 tháng 2, tại khu vực cổng chào xã Mỹ Chánh đã xảy ra một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên địa phương. Tại hiện trường, nơi Đê Quy được phát nằm gục, có nhiều hung khí và gạch đá. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.